Theo Financial Times, trong quá khứ, tăng trưởng của Việt Nam được thúc đẩy phần lớn bởi các nhà đầu tư nước ngoài. Song đến nay, Việt Nam đã sẵn sàng đưa hàng hóa Made in Việt Nam và mang bản sắc Việt Nam ra toàn thế giới. Một trong những doanh nghiệp không thể không nhắc đến trong quá trình này chính là Vingroup. Không chỉ dừng lại ở đó, tập đoàn Vingroup còn có kế hoạch thâm nhập vào Mỹ, một trong những thị trường xe hơi cạnh tranh nhất toàn cầu. Bên cạnh đó, VinFast không chỉ bán xe bình thường mà còn các loại xe cao cấp. Đầu năm 2021, VinFast đã chính thức nhận được giấy phép thử nghiệm xe tự hành trên tất cả đường phố công cộng của bang California. VinFast thông tin rằng hãng có dự định xây dựng nhà máy sản xuất ô tô tại Mỹ. Mục tiêu của hãng chính là chinh phục người tiêu dùng tại thị trường lớn thứ hai thế giới. Điều này cũng được ví như câu nói nổi tiếng của vị tướng La Mã Julius Caesar: Veni, Vidi, Vici, ta đến, ta thấy, ta chinh phục. Hoặc có thể nói rằng Veni, Vidi, VinFast. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, chủ tịch Vingroup cho biết sẽ chi 2 tỷ USD từ tài sản riêng cho VinFast để bán ô tô điện sang Mỹ năm 2021. VinFast cũng đang xem xét phương án IPO tại Mỹ hoặc sáp nhập với công ty mua lại với mục đích đặc biệt. Công ty sẽ đưa ra một thông báo thích hợp khi có bất kỳ giao dịch nào xảy ra, Vingroup chia sẻ với Financial Times khi được hỏi về khả năng niêm yết. Hồi tháng 4 năm 2021, Reuters đưa tin VinFast hướng đến mức định giá khoảng 60 tỷ USD và Credit Suisse đã được chỉ định dẫn đầu giao dịch. Đợt IPO, VinFast có thể huy động ít nhất 2 tỷ USD trong một thỏa thuận đã được lên kế hoạch cho quý 2 năm 2021. Đáng chú ý, VinFast chỉ bắt đầu sản xuất ô tô vào năm 2019 và bán được 30.000 chiếc vào năm 2020. Kế hoạch của Vingroup được đưa ra khi chính phủ Việt Nam đang khuyến khích sự phát triển của các công ty tư nhân lớn có khả năng xây dựng thương hiệu quốc gia. Một trong những doanh nghiệp không thể không nhắc đến trong quá trình này chính là Vingroup. Trong một thập kỷ qua, Vingroup đã mở rộng sang lĩnh vực bán lẻ như Vinmart, điện thoại và TV, Vinsmart hay các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo AI. Ngoài ra, thương hiệu xe Việt này cũng công bố việc mua bản quyền sở hữu trí tuệ từ BMW và ký kết với nhà thiết kế Pininfarina của Ý để tạo ra những chiếc xe đầu tiên. Song hiện nay, Vingroup đã quyết định rút lui khỏi một số thị trường nhằm tập trung vào lĩnh vực ô tô. Ông Michael Dunner, giám đốc điều hành của công ty tư vấn ô tô Zozogo, khẳng định, tương tự như bất kỳ startup trong lĩnh vực ô tô điện nào, VinFast cũng sẽ gặp phải những thách thức khó khăn khi thâm nhập thị trường Mỹ. Bạn sẽ thuyết phục người Mỹ lựa chọn một hãng xe non trẻ bằng cách nào? Hơn nữa, đối với ô tô điện, thách thức về cơ sở hạ tầng sạc cũng là một yếu tố đáng lo ngại. Tuy nhiên, ông Michael kết luận, VinFast có thể tận dụng lợi thế khi chính quyền Tổng thống Biden đang thúc đẩy sự phát triển của xe điện, đồng thời đây cũng là thị trường mới. Thời điểm này chính là cơ hội của VinFast để thuyết phục khách hàng trước khi thị trường ngày càng trở nên đông đúc.